trận chung kết bản thân 31 kg giữa hai đội, đội lương cao nhất công an quốc đỏ gặp Nguyễn Văn Quyền Bắc Giang màu xanh hai đội bảo vệ. Hai đội sẽ là thank you.
Thank you.
qua ai chỗ không đô làm hàng thua, không đô làm cảnh cáo nhắc nhở, ai vô kiểm 1 phút, tiếp tục thi đấu nhiệm vụ, nhiệm vụ là 4 phút. Trong luật vật dân tộc Việt Nam thi đấu 2 hiệp chính, mỗi hiệp là 5 phút ở nội dung vật vô địch, nhiệm vụ 4 phút. Nếu như không phân thua thắng bại, không cảnh cáo nhắc nhở thì sẽ tiến hành cân đô nào nhẹ cân hơn thì đô đó thành thắng, trường hợp bằng nhau sẽ tốt trọng. Come on.
Nhiều khi các bạn nghe. Nhất. Cho trận đấu tiếp tục.